Hôm nay 15 tháng 8 thì sau khi Sài Gòn quyết định giãn cách thêm một tháng nữa cho đến 15 tháng 9 thì mọi người cũng thấy trên các mặt báo chính thống tuổi trẻ rồi đó, rất là nhiều trên kênh mạng xã hội truyền những cái clip mà người dân đùng đùng đi về quê. Và sau những cái clip đó là những cái comment, những cái câu chửi. Chửi họ vô ý thức. Chửi họ không biết nghĩ cho xã hội. Chửi họ là gánh nặng, chửi họ là gánh nặng cho cộng đồng, cho mọi người. Và đi về quê thì làm lây lan thêm dịch bệnh ở quê. Rất là nhiều lời cay nghiệt dành cho họ. Nhưng mà hơn ai hết, mình thật sự rất là chua xót khi nói cái vấn đề này. Mình thì ít có nói về vấn đề dịch bệnh này lắm. Nói thật với các bạn là mình làm chủ một cái cơ sở thì mình cũng có con nhỏ và đóng cửa tiệm 3 tháng nay không có kinh doanh. Chi phí mặt bằng, điện nước cáp này kia 3 tháng vừa rồi là mắc hết 100 triệu. Và tháng tiếp theo này là tháng 9 nè, và tiếp theo nữa thì không biết như thế nào. Mình chưa tính tới là tiền tả sữa, con cái vân vân các kiểu. Tuy nhiên thì kinh tế của mình vẫn ổn, mình vẫn có thể sống và lo được. Mình chỉ cần sức khỏe thôi. Nhưng mà mình nghĩ không phải ai cũng như mình, không phải ai cũng có điều kiện được như vậy. Và có rất là nhiều mảnh đời công nhân làm hôm nay tính tới bữa ăn ngày mai. Thì với một cái phòng trọ vuông vức mấy mét vuông các bạn, vuông vức mấy mét vuông vậy, họ đã rất là tuân thủ theo cái chỉ thị đầu tiên 2 tầng và đã đến 2-3 tháng rồi các bạn. Họ cũng đã lay lắt đó chứ, chứ đâu phải mấy tháng nay họ sống như trước giờ đâu các bạn. Tại sao bây giờ họ lại cực chẳng đã? Bây giờ các bạn nghĩ đi, không làm gì, ở trong phòng trọ không, tiền đâu trả tiền phòng trọ các bạn. Đừng có nói tới trợ cấp ở đây, mình đừng có bàn tới trợ cấp ở đây các bạn. Đừng có nghĩ tới trợ cấp ở đây. Rồi họ có con nhỏ rồi, họ có vợ có chồng rồi, ăn uống như thế nào các bạn? Thật sự họ sống không có được nữa. Họ sống không được nữa thì họ mới đi. Chứ họ cũng sẽ chết chứ. Có nhiều người cai nghiệt nói là những cái con người này vô ý thức, không có biết chết là gì. Thôi họ cũng như mình ấy, đừng có nói những lời mà nó chua chát đau thương vậy. Ok, dịch bệnh rồi nó cũng sẽ qua, Sài Gòn rồi nó cũng sẽ khỏe lại thôi. Tuy nhiên chắc chắn là nó sẽ động lại một cái tình người ở trong cái câu chuyện này.